Hey, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy Lợi các bạn. Thì hôm nay Lợi nói về chuyển đổi đơn vị thể tích. Khi để biết đơn vị thể tích, các bạn nhớ giúp Lợi đơn vị độ dài. Khi gom những đơn vị như sau, từ tay trái sang tay phải nè: km, hectomet, decamet, mét, decimet, centimet và milimet. Ok chưa? Đây được gọi là đơn vị độ dài. Vậy để chuyển đơn vị độ dài qua đơn vị mét khối, hay còn gọi là thể tích đó, thì các bạn thêm cái số 3 giúp lợi. Đó, số 3 cao hơn cái chữ đó một chút xíu, và được đọc là km khối, hectomet khối, decamet khối, mét khối, decimet khối, centimet khối và milimet khối. Được chưa? Thì đơn vị này được gọi là đơn vị đo thể tích. Rồi, tiếp theo, từ tay trái sang tay phải các bạn làm phép nhân, và từ tay phải sang tay trái các bạn làm phép chia. Từ km khối chuyển qua hectomet khối, các bạn nhân 1000. Từ hectomet khối chuyển qua decamet khối, nhân 1000. Từ decamet khối chuyển qua mét khối, nhân 1000. Từ mét khối chuyển qua decimet khối, nhân 1000. Từ decimet khối chuyển qua centimet khối, nhân 1000. Từ centimet khối chuyển qua milimet khối, nhân 1000. Và từ tay phải sang tay trái thì các bạn chia 1000. Ok chưa? Khi các bạn đã thuộc được cái dãy đơn vị đo thể tích rồi, thì các bạn sẽ giải được những cái bài tập liên quan về đổi đơn vị đo thể tích. Ví dụ như câu 1, 1 mét khối chuyển qua decimet khối. Đây, mét khối nè, mét khối đây, chuyển qua decimet khối. Từ tay trái sang tay phải các bạn làm phép nhân cho 1 1000. 1 nhân cho 1000 ra là 1 thêm 3 số 0 decimet khối. Ok chưa? Tiếp tục, 7.268 mét khối qua decimet khối, cũng tương tự nhân cho 1000. Thì nhân cho 1000 thì cái dấu phẩy lùi về bên tay phải 3 số, 1 2 3, hiện ra là 7.268 decimet khối. Tương tự, 0.5 mét khối chuyển qua decimet khối là lấy 0.5 nhân cho 1 1000, thì dấu phẩy lùi về bên phải của mình 3 số, đây 3 số 0, vậy là 500 decimet khối. Tương tự, 3 mét khối 2 decimet khối chuyển qua decimet khối, thì các bạn chuyển 3 mét khối này qua decimet khối là nhân cho 1000, vậy là 3000 decimet khối, cộng thêm 2 decimet khối nữa thì bằng bao nhiêu 3002 decimet khối, và các bạn điền vào đây. Ok chưa? Rồi, còn những bài còn lại các bạn hãy giải và comment kết quả ở phía dưới giúp Lợi nha các bạn. Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment.